va chạm nó khác mà tai nạn nó khác, đâm đụng ngập nước nó khác cô chú chị nhá. Nên là nhiều khi người dân mình không biết cái gì, cứ suy nghĩ là coi như là thay là xe tai nạn, thay là xe đâm đụng rồi. Người ta cắt nguyên khúc đầu này, người ta thay cho cô chú anh chị luôn, không thể nào biết được. Và hoặc là cái khúc đuôi, đúng không? Hoặc là khúc đuôi này, người ta cắt ngang này đó, người ta thay cho cô chú anh chị những khúc đuôi luôn. Đều rin, bong rin, tất cả cái đều rin, làm sao biết được. Cũng giống như nhiều cách đơn giản. Đây, nhiều cách đơn giản. Cái trường hợp mà chẳng hạn như là một cái xe mà nó bị một vế nhá, người ta sẽ cắt hết nguyên một cái khung môi này đó, cắt hết nguyên khung môi này luôn này đó. Về nắp ráp lại hết tất cả cái, từ bong tất cả cái đều toàn bộ là zin. Đây quý anh chị, chẳng hạn như đơn giản thôi, anh chị lột ra này đúng không, bong điện zin mà đúng không, làm sao biết được cái mắn khóe chẳng có. Người ta phải kiếm lợi nhuận chứ đúng không, phải kiếm lời chứ, che giấu làm cái gì, nói thì ai mua. Trong đó mình đi sâu vô. Anh ơi, kiểm tra những cái xe này, thật sự là em cũng vừa mua xong, xem có lỗi lầm gì không, tình trạng xe sao. Cái thằng thợ là nó coi như là cái thằng chủ á, nó già nó chỉ hết, không cần phải đi đâu xa. Xe này là trước em mua bao nhiêu tiền? Cái 370 hả? Là ý là về ra tên nó giấy tờ hồ sơ chưa? Rồi, ý là 370 là em tự ra cà bẹt mà. À, tự ra cà bẹt. Nó không bao gồm hết. À, mà sao lại đi mua cao vậy? Thì biết đâu đó có giấy tờ đó. À, mua của salon hả? Dạ, salon lan rừng á. Cái cảng này là bị thay rồi nhá. Cái cảng này mình về mình thay hay là ý là salon thay? Không, em không biết, em xe nó như vậy luôn rồi, hút mua tới giờ luôn rồi. À, xe nó như vậy luôn hả? Rồi thế sao mình không để mình chạy mình lại tự yên mình lại đi bán? Mới mua mà, từ cái xe này mình về mình có tua đồng hồ không? Không, không, em không biết, nói chung là từ lúc mua luôn mà. Từ lúc mua luôn hả? Tại cái xe này nó tới 90 ngàn mà cái xe nó chạy hơn. Còn chung quay luôn cái phần ô đô. Đây quý chị nha, thì ngày hôm nay thì con trai anh tới mang cái xe này chạy 90 ngàn, nhưng mà thật sự cái xe này thì đánh giá sơ quan sơ bộ, nhưng mà cái xe này nó phải chạy hơn 90 ngàn nha anh chị nha. Nên anh chị đừng có tin tưởng với cái đồng hồ, tại vì anh trai này anh cũng mua lại liếc. Đây, từ những cái ốc cabo này đó, tất cả cái keo này là chạy lại nhá, cái chỉ này đó là chúng nói luôn đó. Nên là nhiều khi anh chị mua một cái xe, thật sự là bởi vậy những cái người mua lầm chứ người bán không có lầm được. Đây anh chị, anh một cái xe tư nhân đó quý chị nha. Nên là em chung cũng quay luôn. Xe này là cái cabo này, cabo này cabo thay này. Đây anh chị thấy không? Cabo thay thì nó không có chữ Toyota. Và thứ hai nữa là cái chỉ này là chạy lại này. Và tiếp tục đây cái phần em chung sẽ coi luôn cái phần khung. Đấy. Khung sườn thì tất cả cái đang quay quay góc này. Không vấn đề gì hết. Cái này cảng thay đây, có nghĩa là nó dập cái cabo. Nên cái này thì cũng không quan trọng. Đây anh chị. Dạ vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em chung sẽ chia sẻ tại sao mà nhiều dân buôn ô tô, quý anh chị nha, kiếm tiền khủng, nhưng mà tới người dân coi như là thật sự được phải nói là coi như là điêu đứng quý anh chị. Nói chung là tại vì khi mà một dân buôn ô tô, cho dù bất cứ ngành nghề gì, người ta cũng giấu kín hết cô chú anh chị. Nhưng mà chết là chết ở cái người dân, không? Tốn tiền, đó quý anh chị nha. Đây là ngày hôm nay thì thật sự là em Trung cũng chia sẻ vài điều dành đến cho quý khán giả của bên ô tô Quang Trung. Thì ngày hôm nay thì phải nói là cũng rảnh rỗi. Đâm ra là cũng rảnh rỗi buổi trưa quý anh chị nha. Đâm ra là em lên Trung cũng tranh thủ lên có những cái gì đó thì mình chia sẻ mà. Đâm ra là mình người thật việc thật. Và theo cái ý kiến của anh chị thì sao? Đấy. Còn những khi mà em Trung đã lên một cái video như thế này thì phải nói là... Phải nói sao? Rất là nhiều anh buôn. Rất là nhiều anh cò lái. Ghét cay ghét đắng. Anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì thật sự là cũng giống như là một cái câu chia sẻ. Thứ nhất là em Trung nói về tới cái nhờ người nha. Cái nhờ người trước thì chẳng hạn như là nếu mà anh chị mà xác định anh chị đi mua xe, nếu mà chẳng hạn như là anh chị mua của người dân á, nếu mà biết nguồn gốc nhá thì nó lại dễ.
Còn những người mà ý là không biết nguồn gốc mà cứ đi mua tầm bậy tầm bạ là lên mạng ấy, thấy bán tràn lan, xe tôi đẹp, xe tôi zin, đó, bảo hành hãng không à, đấy. Nhưng mà vô trong hãng thay hết rồi, đó. Tại vì nói những thật sự là nếu mà để nói tới công nghệ thì cũng rất nhiều người cũng không thể nào biết được những cái mánh khóe của những anh dân buôn xe của chúng chị. Thì tại sao đó ngày hôm nay thì em Trung sẽ chia sẻ hết tất cả mọi cái dành cho cô chú anh chị kiếm tiền. Tại sao mà khi một anh nào đó anh review một cái xe thôi, trước mắt thì bây giờ em Trung nói là cái câu chuyện mà đi nhờ người, mình tội gì đúng không, mà mình phải đi nhờ thợ rồi nhờ những anh biết rồi đi mua xe, cứ phải sợ sệt là coi như là sợ mua một cái xe lỗi, mua một cái xe về chạy không được, mua một cái xe về coi như là đi sửa tốn tiền mất tiền đúng không. Cái thứ nhất là anh chị mà xác định đi mua xe thì anh chị trước khi anh chị đi mua thì anh chị lên trên mạng, trên Google tìm hiểu cho kỹ, thứ nhất về giá cả, thứ hai nữa kiểm tra cái xe, cách kiểm tra xe như thế nào. Đó, tội gì mà mình phải đi nhờ thợ đúng không. Bây giờ anh chị bây giờ cứ đi nhờ thợ đúng không, mà trong khi đó là cái thằng thợ nó tới cái salon hoặc tới một cái chỗ nào đó ngon đó, ok lấy đi, nhưng mà nó lại làm đằng bên kia rồi, không làm tư tưởng rồi đó. 5, 10 đá lông nhèo 5, 10 thì những cái người mà cửa hàng người ta không có tâm thì người ta vẫn là thôi kệ bán đi, chút xíu đi về sau rồi băng kinh số tài khoản qua hoặc ra sau đưa tiền ha, 50 triệu được việc của quân chị nha. Nhưng mà anh chị đâu có biết được cái xe nó như nào đúng không. Nếu mà chẳng hạn như đối với những cái người người ta rằn xe thì không nói, mà những cái người mà đặt cương vị như em Trung ở đây đi, mình đi mua xe mình biết cái nguồn gốc nó mua từ mới luôn, trong khi đó mình là có ngành có nghề, nhưng mà cái đó là chẳng qua là chủ quan thôi thì mới gọi là mới dính thôi, chứ còn nếu mà bình thường mà để mà coi xe thì không có thể nào lừa bịt được, tại vì mình là thợ mà đâm ra nó khác. Đây là em Trung cũng dính nhiều cái xe mà coi như là mua cũng từ anh em bạn bè mà xe lỗi về, đâm ra là thật sự là cũng cay đắng lắm, nhưng mà thôi kệ nó lỡ rồi, xuống tiền rồi biết làm sao bây giờ đúng không. Nhưng anh chị xuống tiền rồi nha, chẳng hạn như anh chị mua ở cửa hàng, khi cửa hàng đã cam kết cho cô chú anh chị rồi thì mọi việc đó thì anh chị không cần suy nghĩ luôn. Mọi việc đó là anh chị không cần suy nghĩ. Có gì đâu, alo hoặc có gì đó, mang xe lên tới cửa hàng. Bây giờ cách đơn giản nhất, anh chị mua một cái xe ở cửa hàng đi, đúng không? Đơn giản thôi. Anh chị về, anh chị sàng sàng đi ra mấy gara, mà tìm mấy gara nào nó lớn ấy, chứ đừng có đi vô mấy gara con này chi, nên là nhiều khi ảnh hưởng tới mất uy tín của thương hiệu của những anh buôn xe. Nhiều khi mấy anh gara con mấy anh nghề nghiệp anh chưa tới đâu, mấy anh phán nào trời ơi đủ thứ đủ các kiểu vô sửa chữa này kia. Tại vì những nhiều khi cái thằng gara, thật sự em Trung gọi là cái thằng gara, nó làm có tâm ấy đúng không, thì nó sửa chữa những cái gì khắc phục được khắc phục cho khách, những cái nào không được thì thay thế. Nên là những vô gara thì nó phải vẽ ra cái này hư cái kia hư cái kia thay, không hư chưa hư gần hư gọi là sục chịch tôi là đã bắt thay rồi đấy. Nên là những cái người mà làm có tâm nó khác, còn những cái người mà làm không có tâm nó khác. Nên là cái câu chuyện đó thì em Trung cũng không cần phải nói tới. Chẳng hạn như anh chị muốn mua một cái xe nào đó ở cửa hàng 1-2 ngày thôi, anh chị nói chung là tới nghĩa là khi mà anh chị mua cái xe ở cửa hàng đó, không cần phải đừng nói thợ, đừng mang thợ làm gì hết, không cần phải dắt thợ đi. Thứ nhất là tốn tiền, nó đớp tiền cò anh chị rồi. Xong nữa nếu mà cửa hàng nó còn đớp thêm bên tiền cửa hàng nữa, nếu mà cửa hàng mà nó cứng nó bán đúng cái đó, trách nhiệm của nó thì nó lại không suy nghĩ. Rồi, được thì tao bán, mong được thì thôi. Đằng nào chập hồi nữa, không bán nữa thì bây giờ nó dắt anh chị là đi những chỗ khác kiếm tiền cò. Đấy. Đây là bởi vậy cái câu chuyện mà thật sự là nó cũng nan giải, gọi là nó lập trình giống như kiểu là hàng ngày, hàng tháng vậy. Tại vì thời buổi bây giờ kiếm tiền ấy, nó đâu phải là đơn giản đâu cô chú anh chị.
Nên là bởi vậy tại sao mà ngày hôm nay thì thứ nhất là em Trung cũng nói luôn là anh chị đi mua xe thì tất nhiên là mình phải tham khảo trên Google. Thứ nhất là cái dòng xe gì mình có cái tầm tiền bao nhiêu là mình sẽ search lên Google. Cái tầm tiền đó, đúng không? Của mình nó là mình sử dụng được những cái xe gì. Thứ nhất. Thứ hai nữa là kiểm tra xe. Nếu mà không biết đường kiểm tra xe thì mình lên mình đọc, mình học, nghe người ta nói hay là mình đọc nó cũng có thêm kiến thức. Thêm cái nữa mình tới salon. Một cái salon nào để đủ cái độ uy tín thì không, thật sự là những cái người, cái thằng nó làm to thì thật sự là cũng không có thằng nào mà dám vì vài đồng tiền, vì một cái xe hay là vì nó kiếm 1-20 triệu để nó bán cho cô chú anh chị cái xe đâu. Không có đâu. Nhân cả uy tín, cả thương hiệu của người ta mà. Cho dù mình mua mắc, nhiều khi cái xe đẹp người ta bán mắc hơn một chút xíu thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, không cần phải suy nghĩ. Nhưng mà câu chuyện để em Trung đang nói là tới nhiều anh chị mất tiền oan. Dân buôn xe kiếm rất nhiều tiền. Đó. Thì ngày hôm nay em Trung sẽ chia sẻ hết tất cả cái giống như là tại sao một cái xe này nha. Đây cũng giống như là một cái xe này, một cái xe Vios này thì hôm vừa rồi đây, đúng không cô chú anh chị, thì cái xe này em Trung đã mua từ một anh trai, quý anh chị nha, mua từ của một anh trai đã mang tới bán cho em Trung và đã có video chi tiết và tất cả cái bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu tiền và xe nó bị như thế nào. Thật sự là cũng không có ai để mà chia sẻ hết dành cho cô chú như vậy được. Tại sao? Nếu như bình thường người ta muốn lấm lép một cái xe này, đúng không, bùa bả, nếu như bình thường thôi, bùa bả một cái xe này, em Trung mà đi thay một cái carburin này, về tỉa mấy con ốc carbo này, đúng không, nó không bao nhiêu tiền hết. Nhưng mà tại sao em Trung vẫn để, đúng không, carbo thay và cái cảng nó thay của chú anh chị, đúng không? Thì đơn giản coi như là chẳng hạn như là em Trung thay carbo này, thay carburin nó cũng không bao nhiêu tiền hết, mấy triệu thôi, đúng không, về sơn lại cái đẹp leng keng luôn, tỉa con ốc carbo cái là xong. Cảng này đúng không, thì nó quá đơn giản thì làm sao mà anh chị biết được. Nhưng tới khi mà người ta chia sẻ cho cô chú anh chị ấy, đây này, có thằng nào mà dám để nguyên cái biển số này để mà chia sẻ như vậy cho cô chú anh chị không? Người ta nghe tới thay đồ thôi, đúng không, người ta đã sợ rồi, huống chi là bây giờ đang còn cái biển số này, đúng không cô chú anh chị? À, tới nói thay đồ chẳng hạn như đơn giản thôi, người rất nhiều người anh chị hỏi suy nghĩ là thay cabo, thay cảng nó thuộc cái chuyện là tông đụng nặng lắm, đúng không? Nhưng cái này gọi là khi anh chị phải lầm tưởng cái chỗ là cái câu chuyện mà va chạm nó khác, va chạm nó khác mà tai nạn nó khác, đâm đụng ngập nước nó khác cô chú chị nha. Nên là nhiều khi người dân mình không biết cái gì, cứ suy nghĩ là coi như là thay là xe tai nạn, thay là xe đâm đụng rồi. Nhưng một cái khía cạnh, một cái yếu tố thì thật sự là tại sao em Trung chia sẻ hết, cũng giống như là em mua chung mua của ai, để nguyên biển số mà, đúng không, chứ đâu cần phải tháo biển số đâu cô chú chị, đúng không? Có sao thì mình cũng chia sẻ, nếu mà thật sự để mà cũng giống như cái cương vị mà em Trung làm mà biết bao nhiêu cái xe nha, mà cái xe lỗi xe tai nạn, nên tại sao em Trung bán nó rẻ, tại sao vẫn chia sẻ cho khách. Đối với những cái người khách, người thợ luôn, gọi là cái những người thợ mà gọi là tay ngang ấy, thì thật sự em Trung, riêng em Trung đã làm lên thì bố bảo mà biết được cái xe nó lỗi, xe nó đâm đụng hay là xe tất cả cái này kia, khi anh chị thay hết nó đâu còn cái gì nữa đâu, đúng không, dập khuôn hết tất cả cái, toàn đồ rin hết về thả vô làm sao biết được, đúng không? Cái trình độ cũng giống anh chị chưa thấy coi. Nếu mà anh chị nào mà đã fan của em Trung bao lâu nay rồi thì đã biết là em Trung chia sẻ những cái xe, tại sao em Trung còn phải vạch cái rong ra, tại sao phải chia sẻ hết tất cả. Cũng giống như nhiều cái trường hợp này, nhiều cái trường hợp nhá, khi anh chị mua một cái xe tai nạn, chẳng hạn bây giờ một cái xe tai nạn đây, đằng nguyên khúc đầu này, bên cam hoặc là những ở như cái lò mổ xe, người ta cắt nguyên khúc đầu này, người ta thay cho cô chú anh chị luôn, không thể nào biết được. Và hoặc là cái khúc đuôi, đúng không, hoặc là khúc đuôi này người ta cắt ngang này đó, người ta thay cho cô chú anh chị những khúc đuôi luôn, đều rin, bong rin, tất cả cái đều rin, làm sao biết được. Cũng giống như nhiều cách đơn giản đây, nhiều cách đơn giản, cái trường hợp mà chẳng hạn như là một cái xe mà nó bị một vế nhá, người ta sẽ cắt hết nguyên một cái khung môi này đó, cắt hết nguyên khung môi này luôn này đó,
về nắp ráp lại hết tất cả cái, từ boong tất cả cái đều toàn bộ là zin. Đây quý anh chị, chẳng hạn như đơn giản thôi, anh chị lột ra này đúng không, boong điện zin mà đúng không, làm sao biết được cái mánh khóe. Chẳng qua là nhiều khi mình đây là em Trung vừa làm gara, đâm ra vừa mua bán, thì tại sao em Trung vẫn chia sẻ hết tất cả cái. Lúc nào em Trung cũng mang đến cho cô chú anh chị những cái gì phải nói là tốt nhất, ngon nhưng phải bổ, phải rẻ cô chú anh chị. Thì hôm vừa rồi đây thì anh chị đang thấy cái xe này á, là con khách ăn mua ở salon nào đó thì 370 triệu. Đấy. Mà trong khi đó về nhá, còn chưa nói là tới ra tên này, rồi vỏ lốp này, đăng kiểm này. Đó. Đây, đăng kiểm mới này. Đăng kiểm tháng 7 năm 2025. Đó. Anh chị thử nghĩ coi. 370 triệu mà trong đó anh đó anh về anh làm tính ra thành ra tên này, làm lặt vặt này kia tính chẳng 400, hơn 400. Đó. Có ngay chủ luôn. Nhưng phải nói là để nói tới câu chuyện. Không? Đây, tiếp tục. Anh kêu là cái xe này là bao test hãng, không lỗi lầm. Ba mẹ. Cabo thay, cảng thay. Anh chị hỏi xem có lỗi không? Comment bình luận bên phía dưới coi. Em Trung hỏi đó. Anh chị trả lời giùm cho em Trung không? Cabo thay, cảng thay, sơn thì hầu như là xung quanh. Thì hỏi có xe có lỗi không, đúng không? Nên là nhiều khi chỉ nói vậy thôi là anh chị đã đủ hiểu là cái xe nó như thế nào và tất cả một cái. Nhưng cái xe này thì trước đây á là nó bị nguyên nhân là chắc do đèn này thay này. À, đèn thay này thì ý là giống kiểu là vô cổng, vô cái gì đó quẹt gì đó. Xong rồi cảng với lại đèn này, cái cabo này đó. Tại vì anh không có làm ở ngoài mà anh làm người anh không có làm nhưng mà anh làm bảo hiểm, đâm ra anh thay mới luôn. Đây là nhiều khi cũng chia sẻ thật sự là cái câu chuyện mà nhiều anh buôn xe đâm đâu ra là có những câu chuyện mà lấp lém được cái gì thì lấp lém thôi, đúng không cô chú anh chị? Không, nên là bởi vậy tại sao mà khi mà rất nhiều anh chị hỏi là tình trạng xe và xe như thế nào, đúng không? Cái giá trị xe này, đúng không? Nếu mà chẳng hạn như cái giá trị xe này, nếu mà bình thường á, số sàn, nếu mà xe đẹp thì em Trung bán khoảng 320. Ngày hôm nay, đúng không chị nhá? 320. Còn cái xe này nếu mà bình thường thì em Trung đang bán cho cô chú anh chị chỉ với 300 thôi. Đó, nên là anh chị đã lợi được rất nhiều chưa? Đúng không? Bùa phép tất cả mọi cái. Nên là rất nhiều anh chị hỏi là cái câu chuyện mà có nghĩa là người ta bỏ tiền ra mua nha. Đây em Trung nói này. Cái người ta bỏ tiền ra người ta mua xe thì người ta sẽ không bao giờ người ta để mà người ta phải kiếm lợi nhuận chứ, đúng không? Phải kiếm lời chứ. Che giấu làm cái gì? Nói thì ai mua, đúng không? Đúng không? Làm sao kiếm được tiền? Đây, nhưng em Trung vẫn chia sẻ, vẫn nói thẳng, vẫn nói hết cho cô chú anh chị. Đó. Nên là bởi vậy tại sao là thật sự là khi mà cũng giống như cái câu chuyện mà bán như là thôi đẹp sạch sẽ gọn gàng giống kiểu là mua về là bảo hành bao quay đầu, bao khuyến chị test, nhưng bây giờ em Trung này đã nói anh chị mà đi về đúng không? Chẳng hạn như là chạy tầm khoảng tháng sau hoặc là 2-3 tháng sau anh chị chạy ra ngoài gara vô tình thôi, đi sửa ra ngoài gara vô sửa, vô tình ở thấy cái xe nó bị lỗi này kia, anh chị mà lên nói cửa hàng á, lúc đó là đâu có nói được. Tôi bán xe cho anh cả 2 tháng rồi, đúng không? Làm sao biết được? Đó người ta sẽ chối, đâu có nhận, đúng không? Chẳng hạn như ngày hôm trước, ngày hôm sau á, về kiểm tra phát là coi như là xong rồi thôi. Đơn giản thôi anh chị, chẳng hạn như về mình mua một cái xe, mình ra ngoài tới gara, cái chỗ nào lớn á, vô tình đó, mà chẳng hạn mình đi bảo dưỡng thôi. Đơn giản thôi. Đấy quý anh chị nha, em chỉ một cách là cái nhận đơn giản thôi. Đi bảo dưỡng tốn tiền lòng nhất thôi. Em ơi, thay cho anh, thay cho chị lòng nhất, thay cái lọc, kiểm tra bảo dưỡng coi xem có hư gì không. Đó, nếu một ý là cái này nó hư nhiều quá thôi, anh chị nói kêu là thôi được rồi, thay cho anh cho chị, hay là lon nhớt, hay là cái lọc đi,
Vì anh chạy đỡ là tiền kinh phí mình chưa có. Đúng không? Cũng là một câu nói. Đâu có ai bắt buộc, đâu có ai ép anh đâu anh chị đâu. Nhưng mà trong đó mình đi sâu vô. Anh ơi, kiểm tra giùm em cái xe này, thật sự là em cũng vừa mua xong. Xem có lỗi lầm gì không? Tình trạng xe sao? Cái thằng thợ đó, coi như là cái thằng chủ á, nó già nó chỉ hết. Không cần phải đi đâu xa, không cần phải nhờ thợ. Chi nó tốn tiền đúng không cô chú anh chị? Mất công đó. Chứ anh chị đừng thấy những cái xe, những cái chủ salon hoặc những cái anh mà anh buôn xe, anh dọn mướt mát, bóng bẩy, đẹp, nhìn sướng đã con mắt đó. Đúng không? Nhưng mà đằng trong nó thúi hoắc, nó cả vấn đề của chú anh chị đó. Nên là thật sự là ngày xưa em Trung cũng lên là bởi vậy tại sao mà em Trung cũng làm sao là cũng gọi là chia sẻ, muốn làm sao dành cho cô chú anh chị lựa chọn cho mình. Ý là không cần phải ý là mua xe của em Trung đâu, mình hãy lựa chọn cho mình một cái xe nó thật là ưng ý, nó đúng cái giá trị, đúng với cái thực tế. Chứ nhiều khi em Trung nói là không cần phải biết ai đâu, chỉ biết cái cửa hàng đó thôi, chứ đừng có nhờ thợ, nhờ này nhờ kia đi, chứ nó nhọc người không, tốn tiền. Nên là thật sự là khi mà chẳng hạn như anh chị muốn chia sẻ một cái món đồ gì, hoặc là anh chị muốn cần chia sẻ một cái gì đó, thì comment bên phía dưới. Nếu mà chẳng hạn cái video này mà anh chị mà thấy hay, thấy hữu ích, nhớ cho em Trung xin một nút like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nhé. Thì tới đây thì em Trung cũng demo lại, làm nó khía cạnh nó khác, và làm lại những cái xe nó tốt hơn, làm lại những cái xe nó đời cao hơn, chứ cũng không có làm những cái xe mà nó đời nó sâu, đời nó cũ quá. Nên là cũng muốn là cô chú anh chị và các bạn đóng góp ý kiến. Nói chung là thật sự là đối với em Trung thì tiền nào thì của đó thôi, chứ còn nếu mà để mà tiền ít mà hít cái đồ thơm thì không có đâu cô chú anh chị nhé. Nên là anh chị nào muốn quan tâm cái mẫu em Vios này đó. Và cái xe này capo thay và cảng đèn đã thay rồi quý anh chị nhá. Đầu xương sầu tất cả cái, từ những keo chỉ, từ những cái cánh cửa là đều toàn bộ là ok, là zin hết. Còn cái capo này thì thay capo mới nhưng mà chạy chỉ lại thôi. Đó thì thôi. Cuối video một lần nữa cho em Trung kết thúc cái video tại đây, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Chào bà con, hẹn gặp lại.